Trận ra quân của đội chủ nhà U23 Campuchia gặp sự cố. Trận đấu giữa U23 Campuchia và U23 Brunei tại giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tối ngày 14 tháng 2 bị gián đoạn gần một tiếng vì mưa lớn. Sau khi hiệp một trận đấu khép lại, thủ đô Phnom Penh bất ngờ có cơn mưa nặng hạt khiến trận đấu giữa U23 Campuchia và U23 Brunei bị ảnh hưởng. Khi hiệp 2 diễn ra được khoảng 15 phút, Tổ trọng tài đã hội ý với ban tổ chức và ra quyết định tạm dừng trận đấu để chờ mưa ngớt. Lúc này, đội chủ nhà đang dẫn trước 3-0. Sau khoảng 45 phút, hai đội ra sân và khởi động thêm khoảng 10 phút trước khi thi đấu trở lại. Trận đấu bắt đầu lúc 19 giờ nhưng tới gần 22 giờ mới kết thúc. Trận đấu đón khá đông khán giả đến xem, đa số đều kiên nhẫn chờ tới phút cuối. Họ dồn lên phía tầng 2 của khán đài, nơi có mái che để thưởng thức trận đấu. Dưới sân các cầu thủ U23 Campuchia đã không phụ lòng người hâm mộ. Đoàn quân huấn luyện viên Ryu ghi thêm 3 bàn để khép lại chiến thắng 6-0. Tất cả bàn thắng của U23 Campuchia được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau gồm Chen si Chanthia, Sati, Tha In Banche, Sorotana và Narong Kakada, được thực hiện rất dễ dàng. 3 điểm giành được ở trận mở màn giúp U23 Campuchia dẫn đầu bảng A, xếp sau là U23 Philippines và U23 Timor Leste với 1 điểm. Đây chưa phải trận thắng với cách biệt lớn nhất của giải U23 Đông Nam Á. Khi U23 Thái Lan từng thắng U23 Campuchia tới 8-0 ở giải này năm 2005. U23 Việt Nam nằm ở bảng C, sẽ đấu trận ra quân giải U23 Đông Nam Á vào ngày 16 tháng 2.